Nhằm chia sẻ, hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, nối tiếp các hoạt động kêu gọi hỗ trợ trong toàn ngành công thương, mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn đã tiếp tục đến các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng. Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, mỗi địa phương có một mức độ ảnh hưởng do tác động của thiên tai, bão lũ riêng, nhưng nhìn chung, tất cả đều bị ảnh hưởng rất nặng nề. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh điều phối hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Bộ Công Thương đã trao 500 triệu đồng, 1.000 suất quà đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang, ủng hộ 500 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, 1 tỷ đồng cùng hơn 2.000 phần quà đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, ủng hộ 3 tỉnh Yên Bái và Cao Bằng, Lạng Sơn, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng tiền mặt và 1.500 suất quà. Trong quá trình khắc phục khó khăn tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.